Mến chào toàn thể quý vị, và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Doctor Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển. Điểm tin giá heo hôm nay, trên thế giới, biên độ giảm của giá heo Trung Quốc tiếp tục được nới rộng vào ngày hôm nay, kéo mặt bằng giá xuống quanh 14,8 tệ trên kg, tương đương 50.600 đồng trên kg, đây là mức thấp nhất trong 1,5 tháng qua, do thị trường vẫn thiếu vắng những tín hiệu tích cực hỗ trợ cho mặt bằng giá ở cả hai phía cung và cầu. Mặc dù Tết Thanh Minh đang đến gần được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức tiêu thu tốt hơn, nhưng với dữ liệu đàn heo nái được vào, từ tháng 6 năm 2022 tăng 2% so với tháng liền. Trước đó, trong khi chỉ số PC tại các công ty chăn nuôi lớn được công bố đã lên, tới 27 đến 28 cho thấy nguồn cung heo vào tháng 4 tới đây có thể tăng khá mạnh, và sẽ kìm đà tăng giá lại. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hơi dao động quanh mức 15 đến 15,7 tệ, trên kg tương đương 51 đến 54.000 đồng trên kg. Tại Thái Lan, giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất trong vòng một năm qua, trong bối cảnh nguồn cung heo bị dư thừa nhiều, trong khi kênh xuất khẩu heo sống chưa được nối lại. Giá heo hơi dao động quanh mức 85,5 bạt tương đương 59.900 đồng trên kg. Tại Lào và Campuchia trong ngày hôm nay duy trì đã đi ngang, chưa có tín hiệu nào thúc đẩy giá heo tăng mạnh. Mức dao động yếu trong biên độ hẹp. Giá heo tại Lào dao động quanh mức 63.500 đồng trên kg, còn tại Campuchia dao động quanh mức 48.700 đồng trên kg. Tại Mỹ heo nạc các kỳ hạn tại sàn Chicago tiếp tục phục hồi, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, và cao nhất trong vòng một tuần trở lại đây theo đà tăng của thị trường tài chính, năng lượng và hàng hóa thế giới khi mối lo về khủng hoảng ngân hàng dịu đi. Kết thúc phiên giao dịch heo nạc nhận mức tăng 1,8% so với phiên giao dịch tuần trước, lên quanh 93 cent trên pound, tương đương 49.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, dòng thịt xuất khẩu của Mỹ trong ngày hôm nay khó tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thịt heo tại Trung Quốc đang ở mức cao làm hạn chế nhu cầu nhập khẩu tại thị trường lớn này. Tại Brazil, giá heo tăng lên mức cao kỷ lục so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn cung heo giảm mạnh sau giai đoạn giảm đàn từ năm 2022. Cùng bối cảnh đó tại EU, xu hướng thu hẹp quy mô chăn nuôi năm 2022 khiến đàn heo giảm mạnh, nguồn cung bị thắt chặt khiến giá heo tăng lên cao và đạt kỷ lục mới. Tại Việt Nam, theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc Trứng lại có một vài nơi giảm nhẹ. Cụ thể, 49.000 đồng trên kg là mức giao dịch được ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ, sau khi giảm 1.000 đồng trên kg các địa phương còn lại trứng giá, hiện thu mua heo hơi ở mức 48.000 đồng trên kg và 53.000 đồng trên kg. Mức giá phổ biến là mức 49.000 trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng, giao động quanh mức 49 đến 53.000 đồng trên kg. Trong đó, hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực với 51.000 đồng trên kg. 50.000 đồng trên kg là giá thu mua được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định. Khánh Hòa và Đắk Lắk. Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi, với giá trong khoảng 48.000 đến 49.000 đồng trên kg. Tại thị trường miền Nam giá heo hơi dao động quanh mức 51 đến 53.000 đồng trên kg. Ghi nhận tại Vĩnh Long thương lái đang thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng trên kg, tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg. Đây cũng là mức giao dịch được chứng kiến tại các địa phương bao gồm Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Điểm tin giá gia cầm một số nước trong khu vực. Ngày 29 tháng 3 tại Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh tăng, lên quanh mức 10,78 tệ trên kg tương đương 37.000 đồng trên kg, do nguồn cung gà tiếp tục trong tình trạng khan hàng cung không đủ cầu. Mặc dù giá vịt có chiều hướng giảm tại khu vực miền Nam, tuy nhiên giá tại miền Bắc Trung Quốc có xu hướng tăng tốt, cùng ảnh hưởng của giá vịt đông lạnh đang có chiều hướng tăng hỗ trợ giá vịt bình quân trên cả nước tiếp tục tăng lên quanh mức 11,02 tệ trên kg tương đương 37.000 đồng trên kg. Với vịt giống, do thời tiết ấm dần giúp tỷ lệ ấp nở đạt tỷ lệ cao, giúp nguồn cung vịt giống tăng nhẹ, trong khi chi phí thả nuôi tương đối cao khiến các trại rè chừng hơn khi vào đàn. Theo đó giá sụt giảm xuống mức 6,86 tệ trên con tương đương 23.500 đồng trên con. Giá trứng tại Trung Quốc đảo chiều tăng rất nhẹ trở lại với biên độ nhỏ, quanh mức 9,78 tệ trên kg tương đương 33.500 đồng trên kg. Mọi kỳ vọng vẫn hướng đến ngày Tết Thanh Minh sắp tới để thúc đẩy giá trứng, tại Trung Quốc có thể đạt đến mốc tăng tốt hơn. Điểm tin giá ra cầm trong nước hôm nay. Với gà trắng, tại miền Bắc, giá gà trắng đảo chiều giảm vào hôm nay, xuống phổ biến mức 32 đến 34.500 đồng trên kg. Cá biệt khu vực Hà Nam bán được giá 35.000 trên kg, với đàn nhiều chống biểu 4,2 đến 4,5 kg trên con. Một số khu vực xuất hiện gà khó khè, gà bệnh nhưng không đáng kể bán với giá 29 đến 30.000 đồng trên kg. Việc tăng giá liên tục vào cuối tuần trước cùng với thời tiết chuyển mưa rét khiến sức mua của thị trường chậm lại. Dự kiến giá có khả năng sẽ giảm thêm vào ngày mai để kích cầu tiêu thụ. Tại Thanh Hóa, nghệ an giá tạm chứng lại quanh mức 33-35.000 đồng trên kg, nguồn cung gà hụt nhẹ. Theo thương nhân nhận định giá khu vực này có thể quay đầu giảm do tiêu thụ, trong vùng yếu cộng với việc giá các tỉnh thành miền Bắc đang giữ nhịp giảm tác động, đến giá khu vực Bắc miền Trung. Tại miền Nam giá gà trắng tạm chứng lại quanh mức 26-28.000 đồng trên kg. Mặc dù tiêu thụ chưa được cải thiện rõ rệt, nhưng nguồn cung gà biểu to vãn lại hỗ trợ giá có khả năng tiếp tục tăng trong một vài ngày tới. Với gà màu, gà ta lai CP, giá tại miền Bắc và miền Trung giữ ổn định mức 34.000 trên kg mua sô, nguồn cung gà mái dần có lại đẩy giá bán đàn nguyên mái lên mức 38.000 đồng trên kg. Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh và miền Trung khá mát mẻ đẩy nhu cầu tiêu thụ gà nướng, lẩu tốt hơn. Với gà công ty nuôi 90 ngày giá tại các tỉnh thành đồng chứng lại quanh mức 44 đến 50.000 trên kg tại miền Bắc và 44 đến 46 000 đồng trên kg tại miền Trung, 47 đến 50 000 đồng trên kg tại miền Nam. Lượng cung gà trong dân từ tháng 3 vãn lại và lượng gà trại cũng giảm đáng kể so với đầu tháng, tuy nhiên tổng lượng gà màu xuất ra thị trường vẫn rồi dào đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khiến giá gà màu vẫn chưa thể bật tăng. Với vịt thịt tại miền Bắc, giá vịt vẫn tiếp tục giảm nhẹ phổ biến ở mức giá 40 000 đồng trên kg. Với giá này người chăn nuôi vẫn có chút lời nhờ giá vịt giống nửa đầu tháng 2 giảm, ở mức 6 đến 7 000 trên con kéo giá thành chăn nuôi giảm. Tại miền Nam giá vịt tăng tốt từ chiều qua lên mức 51 đến 52 000 trên kg do nguồn cung khan hàng trong khi sức tiêu thụ tốt. Dự kiến giá vẫn có thể tiếp tục tăng tốt trong tuần này. Giao dịch tại các chợ đầu mối. Tại chợ Hà Vĩ lượng gà trắng đổ về chợ chưa đạt, tới 3.000 con giá mua sô giảm nhẹ xuống quanh mức 38.000 trên kg theo đà giảm của các trại việc giá tăng nhanh trong vài ngày trở lại đây cùng thời tiết lạnh khiến chợ bán yếu, lo ngại lượng gà tồn tăng cao khiến các tiểu thương chấp nhận bán, với giá không có nhiều tranh lệch so với giá nhập vào đạt 37 đến 41.000 đồng trên kg tùy gà trống hay mái. Tại lò mổ An Nhơn, tính bình quân 28 ngày đầu tháng 3, lượng gia cầm đưa về giết mổ đạt gần 72.900 con trên ngày giảm 6% so với cùng kỳ tháng 2, nhưng vẫn cao hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022 tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại